người khôn hưởng lộc là nhờ mẹ cha. Hễ ai mà có dối lừa ngày mùng một Tết bà dạy đến nhà. Thầy đôi, ba dai là ai hả thầy? À, ba dai là tao đó. Xong một cái vại mới dưa. Đi, một cái vại. Vại đây rồi, vại đây rồi. Này, 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 cái vại này mấy tiền? Bác mua, em bán rẻ cho ba trinh thôi. Khiếp, hai trinh thôi. Bà ngồi bán hàng móc đít cả ngày, chả có ai mua, thế mà đắt chứ. Một trinh mà có bán không? Nếu không bán thì quán khác thì mua. Vâng, thôi được rồi. Để chỗ thân tình cùng bán hàng với nhau, em để cho bác. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Cho vào đây, ngồi đây nhé. Vào đây mua rau em ơi. Bà ngồi im đây nhá. Tôi vào chợ kiếm tí thịt chiều nhắm. Vâng. Bây giờ lắm kẻ gian lắm đấy. Sơ ý một tí là mất. Tôi về mà mất á, tôi giết. Ông cứ yên tâm đi. Việc ngồi trên chum để giữ cái chum, tôi sẽ làm, tôi sẽ giữ của cho ông. Ông cứ yên tâm. Kể cả rơi sập cũng phải ngồi im. Cấm đứng dậy. Ui, chợ Tết đông quá bác ạ. Nhất là cái chỗ hàng gà, sao mà bẩn tí không biết thế này. Hey, nhưng bác, Tết nhất là trộm cắp như rươi. Em mua con gà nhá là cứ phải xách ở bên mình, chứ không thì chúng nó múc mất ngay. Cứ phải cẩn thận cho nó chắc. Đúng đấy, phải cẩn thận đấy. Vâng. Tết nhất là trộm cắp nhiều như rươi ấy. Vâng, đúng rồi. Ui giời ơi. Ôi trời ơi, gà của tôi đâu rồi? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi lạnh nước ơi! Con biết là ăn cắp gà của tôi không? Vừa để đây xong mà. Con này bác ơi, ơi lạnh nước ơi, ăn cắp gà của tôi không? Này bác ơi, bác ơi, tôi bảo đây. Này, tôi bảo. Thế là cái lồng gà đấy là của bác à? Của tôi đây. Khổ thế chứ lì. Tôi thấy một cái thằng, đúng là một cái thằng áo nâu nhá. Thế à? Nó đi ra, nó xách. Tôi lấy cái tưởng là gà của nó, nên tôi không bảo gì. Thế nó chạy như thế nào? Nó đi rồi, nó đi ra đằng này. À không, nó đi ra đằng này này. Đúng rồi, đằng này. Ôi giời ơi. Nó chạy ra đằng này rồi, nó rẽ vào hẻm rồi. Bác chạy theo đây nào. Ôi giời ơi, bắt đầu thành trộm ơi. Nó mặc bộ con đâu nâu. Nó rẽ vào đằng nhạc mà phật cái răng ơi. Bắt đầu tôi mới. Ôi giời ơi, bắt đầu tôi mất rồi rồi. Lộc quá. Của thiên trả địa thôi.
Ai đấy? Ai định vào nhà tôi để sờ mó cái gì đấy? Trộm à? Ai? Ông thông báo cho chúng mày biết nhá. Thằng nào mà vào đông ăn trộm ấy, ông mà bắt được ấy, thì ông tung xẻo cao họ chúng mày nhá. Ông sẽ dán nát như cua, thấy nhá. Thằng nào vào đây? Con mèo kia, mày bị ngộ à? Hả? Ông mày nuôi mày một ngày hơn 5.000 cá, tối mày mèo, mày làm đồng mất ngủ nhá. Con điên à? Kêu mèo chứ mà thầy bệnh tim chết chết. Ông ơi! Cái gì đây? Cái gì đây hả cái thằng này? Mày đứng ở đây cho sáng mày! Mày bẩm đâu nghe nào? Tại sao mày làm như cả làng bị cháy? Mày nói ông nghe nào? Thì cậu Xuân cậu trốn mất rồi ông ạ! Cậu Xuân trốn? Vâng ạ! Cái thằng này! Thì ra là tao nuôi mày! Tao tốn cơm trời hại nước sông! Tao bỏ mày gác nó! Mày để cho nó trốn! Bây giờ thế này nhá! Mày không tìm nó về đây nhá! Thì ông sẽ đánh cho mày trốn sáng! Đi ngay! Tôi đi ngay ạ! Đi! Đi ngay! Đâu rồi? Xuân ơi! Từ sáng đến giờ cứ mon men đến đây, xong lại đi ra lại đi vào, thay ra lại thay vào. Con lộn ruột không phải chứ này. Hả? Không phải nói, đi ra ai khỏi nhà tôi. Trông thì rõ là đẹp kìa, áo thì rách mà không thèm mua. Từ sáng đến giờ cứ gớm thật hết đàn ông lại đàn cái con mẹ hàng vải này thật là ghê gớm. Sáng ngày ra đã cho một bữa cháo chửi. Thế là khỏi ra này, ám quẻ thế mới được. Phải dạy cho mụ tao một bài học. Bà này đi ra, tránh xa hàng tôi ra nhá, đừng có đi vào đây nhá, nghe chưa? Anh ơi, anh vào đi mua vải đi anh. Anh vào đây, vào đây đã. Tiến ra đi đi. Mặt thì rõ như là cái vỏ mít đi. Trời ơi, người thì hôi như cú ấy. Lượn ra, lượn vào, thay ra, thay vào cả ám quẻ bà, nghe chưa? Bực hết cả mình từ sáng đến bây giờ. Không thể chịu nổi. Vào mua vải đi em, vào đây. Đấy, lại không mua, hãm thế cơ chứ lại từ sáng đến giờ. Biến ra khỏi nhà tao. À, ôi, xin chào quan khách. Quan khách mua vải hay là mua quần ạ? À? Đấy, quần đẹp đây ạ, à, vải đẹp lắm ạ. À. Đấy, đúng rồi, cái đấy hợp với cả quan khách lắm ạ. À. Chị ơi, chị mua gì ạ? Xem vải. Xem vải thôi à? Mua đi chứ. Vào đây mua chị. Lại đi, biến ra khỏi cửa hàng của tôi ngay nhá. Hãm thế không biết được nữa. Cả ông này nữa, có mua không thì vào. Hả? Không mua thì đi ra khỏi. Thấy chưa? Này. Hả? Thế hả? Không, anh mua của tôi anh không trả tiền, anh đừng nhận quỵt đấy à? Mua hả? Cái gì? Mua cái quần này chứ còn cái gì nữa? Cái quần này là của nhà chị, cái quần này của tôi đang mặc mà. Cái gì? Ôi lẹ nữa rồi. Kiểm sống ra đây mà xem mày đang ăn trộm đấy. Trộm đâu rồi lại? Trộm đâu rồi lại? Đây ạ. Anh này à? Bác là trưởng xóm ạ. Ừ. Tôi chỉ có một cái quần ở trên người. Thế mà mụ này bảo tôi ăn trộm quần của mụ ta. Thế chẳng nhẽ tôi để chuồng đi ra phố à? Đây, nếu mà tôi ăn trộm quần của chị ta thì đây, bác khám đi. Bác xem nào. Làm gì có cái quần nào? Mọi người đừng có nghe nó. Nó dẻo mỏ, nó ăn cắp của tôi. Bây giờ nó lại bảo nó không ăn cắp. Rồi ơi, ông đưa lên quan đi. Con mẹ này là chuyên sinh sự mà bây giờ lại sự sinh với chính mình. Cho nên là đề nghị ông trưởng xóm là phạt con mẹ này thật nặng với cái tội là vu oan giáng họa cho người khác. Thế là hiền lành đi bảo tôi ăn lão họa rồi. Thôi, đi ra. Thưa bà con, anh ta nói rất có lý. Trên người anh ta đấy chỉ có mặc mỗi một cái quần. Vậy thì tang chứng vật chứng ăn trộm đâu mà chị vu oan giáo họa cho người ta? Đấy, tôi còn đâu nữa. Cái mặt nhà chị ấy, tôi không lạ gì cả. Tranh thua đánh đá nhất ở cái chợ này. Lại còn vu oan giáo họa cho du khách nữa. Có phải không ạ? Đúng rồi. Thưa bà con, theo tôi ấy, phải trừng trị cho thật nghiêm. Ôi, sao lại trừng trị à? Ê xóm, tôi sẽ phạt tôi cái này. À, sao lại phạt? Ê! Giả quần áo cho tôi! Ê! Giả quần áo cho tôi! Quần áo của tôi mà.
Ôi sao lại như thế này? Ôi tôi sẽ san bằng cả vườn chuối này luôn. Đừng hòng mà chạy thoát. À đây ổn rồi. Lạ nhỉ, rõ ràng là thấy chạy vào vườn chuối ấy, thế mà quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi. Con trai gì mà đáng yêu chết đi được ấy. Tôi mà bắt được á, chết với tôi đấy. Tôi chết rồi. Gà gáy rồi. Trời sắp sáng rồi. Vậy là lại phải quay về với hiện thực, lại không được mơ mộng nữa rồi. Lần này nhá, tôi tạm tha cho đấy. Lần sau ấy, tôi mà bắt được á, chết với tôi. Thôi, phải về, không người ta mắng chết. Này là cái gì đây? Phải bình tĩnh lại, đừng chấp mặt với những cái người mà không có ý. Không có cái gì? Nhục nhã lắm, tôi không chịu được. Ông phải bồi thường cho tôi về việc này như thế nào? Bồi thường gì? Thế bây giờ thế này. Thôi thì đằng nào từ sáng giờ tôi chưa có cái gì vào trong bụng. Thế bây giờ anh em mình ra chợ làm trầu thịt chó mới cả cái nậm rượu thơm để cho tôi tạ lỗi cho quan anh. Có vẻ anh cũng biết cái lẽ ác ở đời đấy nhỉ. Nói thật là tôi cứ ngửi thấy mùi thịt chó với cả mắm tôm là tôi cũng thấy vơi nhẹ cái mùi khai khú. Đúng rồi. Mùi rượu thơm là nó át cái mùi khai này ngay lập tức rồi. Rồi, thế ta đi nhé. Rồi, đi theo tôi. Món lòng thơm ngon lại thêm cái thủ nữa. Đây là món đặc sản của quán tôi đấy nhá. Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn chị. Hai quan khách cứ tự nhiên. Dạ thưa quan bác, tôi kính quan bác một chén rượu để tỏ lòng xin lỗi là tôi đã phóng uế lên đầu quan bác. Thôi được rồi, nhân cũng cỗ lòng ngon, ly rượu ngọt, tôi bỏ qua chuyện vừa rồi, xin mời. Mời. Tiện đây, cũng cho tôi xin được hỏi quan bác quý danh là gì để chúng ta còn tiện xưng hô. Thưa quan bác, thiên hạ họ thường gọi tôi là Tú Xuất, cho nên quan bác cứ thế mà gọi. Có phải là Tú Xuất, nho sinh thông minh tài giỏi, nổi tiếng khắp kinh thành có đúng không? Thì vinh dự quá, thế thì vinh dự quá, được gặp ở đây, xin kính bác một ly. Tôi xin nhận. Tôi cũng xin hỏi quan bác tên là gì nhỉ? Chả giấu gì bác, thiên hạ gọi tôi là Ba Giai, nên bác cứ gọi như thế cho tiện. Ba Giai, tôi nghe danh quan bác đã lâu, hôm nay mới được gặp. Ba Giai nổi tiếng uyên bác, không đấy, khác gì Tú Xuất đâu. Bác lại quá lời rồi, hôm nay hữu duyên mới được gặp, chúng ta phải uống một trận thật say mới được. Thế nào, xin mời huynh. Đồng ý. Tôi có ý thế này, chúng ta gặp nhau ở đây rõ ràng là ý trời.
Vậy thì chúng ta thử thi thố tài năng xem ai cao ai thấp có được không? Cái gọi là thi thố thì nó là sở trường của tôi rồi. Mời quan bác. Thế này nhá, chúng ta hãy bình một sự việc, một nhân vật hay một câu chuyện nào đó liên quan đến một câu thơ hay đoạn thơ, miễn là có ý nghĩa là được. Ừ, đồng ý. Mời. À đây rồi. À, có cặp vợ chồng tiểu thương để tôi vịch nhá. Anh tiểu thương thương chị tiểu thương. Thương ở chỗ tiểu, tiểu ở chỗ thương. Chim ơi. Quá hay. Quan bác đưa ra vế thơ quá hay. Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương ở chỗ tiểu, tiểu ở chỗ thương. Rất hay. Đến lượt quan bác đấy. Quan bác không phải kéo dài thời gian. Tôi thấy câu này khó, thế mới gọi là thứ nhất ba giai chứ. Xin mời. Quan bác cứ yên tâm. Tôi sẽ đối câu thơ của bác ngay bây giờ. Quả là một câu thơ rất là khó để đối. Ơ này, cháu ơi, cô gái ơi, ra đây. Cho thêm bầu rượu. Đây rồi. Cô gái rất xinh. Cho tôi bầu rượu mới. Câu đối của tôi là thế này. Xin mời bác. Thầy đồ thi vật, vật cô thật xinh, xinh xong lại vật, vật rồi lại xinh. Ui, thật là tuyệt vời. Bái phục, bái phục. Đúng là không hổ danh Tú Xuất. Hôm nay Tú Xuất ba giai, người tám lạng kẻ nửa cân. Chúng ta phải uống. Xin mời, xin mời. Mời. Tôi xin hỏi sau khi ở đây thì huynh sẽ đi đâu? Sau cuộc rượu này thì tôi sẽ đi. Nhưng mà tôi cũng chưa biết là tôi phải đi đâu. Chưa biết đi đâu à? Tôi thì tôi cũng chưa biết đi đâu. Mà tôi thấy ở đây phong cảnh hữu tình, cuộc sống bình an. Hay tôi có ý như thế này. Quan bác và tôi ở đây ít ngày, chúng ta cùng uống rượu ngắm trăng bình thơ. Liệu có được không? Ồ, quả là một ý rất hay và tôi đồng ý. Mang rượu ra đây. Mang rượu đây cháu ơi. Xin được kính huynh một ly. Rồi. Tôi cũng thấy quan bác nhiều tuổi hơn tôi, tài năng cũng hơn tôi, nên cho phép tôi được kính làm huynh, còn tôi xin được làm đệ. Mời đệ. Hôm nay đúng là anh hùng tương ngộ, xin mời. Này huynh. Hả? Chúng ta đã đi khắp thế gian mà không thấy đâu phong cảnh hữu tình như ở đây, mà lại còn có nhiều con gái đẹp. Anh em mình là lang bạt kỳ hồ khắp nhân gian. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy ở đâu gái lại xuất sắc như ở đây. Này, ví thử như em kia. Này, trông mỡ mang, nở nang, màu mỡ nhỉ. Này, này, hay bây giờ thế này nhá. Để tôi đi vào trong đấy nhá. Tôi thả lời ong bướm tôi tán tỉnh, biết đâu lại anh em mình lại cũng có thêm tí thiếp. Ý huynh ạ, đệ có ý thế này. Hả? Về ngoại hình cũng như là độ đẹp ấy là huynh không thể nào bằng đệ được. Việc này phải để đệ thử trước, không chẳng may thua cuộc mang tiếng anh em mình ra. Huynh thấy thế nào? Thôi được rồi. Này, tôi nói cho đệ biết đấy nhá. Đệ mà không làm được cái việc lớn này là đệ chết với tôi đấy. Được rồi, huynh cứ yên tâm. Vào đi. Lấy đà. Này cô gái, mà đây chắc hẳn không phải là một cô gái, có lẽ là một nàng tiên. Nàng tiên, cho ta hỏi, sao giờ này còn lang thang dưới trần thế, không về thiên đình kẻo các tiên nữ lại phải đi tìm. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, trong cái mồm uốn lượn không kìa. Để ta kể cho mà nghe nhá. Cũng khổ lắm.
Khi xưa tao ở trên trời, bị ăn chơi quá, bị đẩy xuống đây đấy. Thế à? Bây giờ tao ở dưới đây, tìm người cho xứng cùng ta lên trời. Ý nàng ta đã rõ. Tài ba khắp thế gian cũng chẳng ai được bằng ta, mà ta đây thì lại đang đi tìm người nâng khăn sửa túi. Nàng có thể cho ta biết tên của nàng là gì không? Dạ, Thị Mầu, đích thị là em. Này bà Rai, tại sao lại ngậm dâm bụt ở trong miệng thế kia? Thế cái nàng ấy tên là gì? Tính cách sẽ làm sao? Huynh thấy chưa? Đã đi là có kết quả. Huynh biết không? Chỉ có trong chốc lát như thế, không cần nàng nói tên, mà chỉ cần qua cử chỉ, qua ánh mắt, đệ đã biết chắc chắn nàng tên là Thị Mầu. Tên là Thị Mầu à? Úi trời ơi, tên là Thị Mầu. Hèn nào, trông ngổ mỡ, lúng liếng, lúng lính quá nhỉ. Thế thì bây giờ, theo huynh thì huynh đệ ta sẽ đi đâu? Đi đâu à? Anh ấy, thế này, bà Rai, thế Mầu vừa đi hướng nào? Đích thị là Thị Mầu đi hướng này. Ôi trời, thế thì anh em mình là phải đi hướng Mầu. Ý của huynh này, ý xịt là ý của đệ đấy. Ôi trời ơi. Dâm bụt này. Đi thôi huynh. Sáng nay trời nắng chang chang, tự nhiên mình thấy nóng ran cả người. Nô ơi, con sen không? Đúng rồi. Nô, thằng Nô đâu? Dạ, bẩm ông. Dạ, bẩm ông cho gọi con ạ. Này, sao lần nào ông gọi mày, mày cũng vẫn cứ điệp khúc ấy nhỉ? Mày hát mãi một bài mình không thấy chán à? Hả? Dạ, ông đừng mắng, con sợ. Mày biết sợ á? Mày cứ rắn rả luôn. Cứ thỉnh thoảng mày cứ ẻo lả là thế nào? Hả? Thanh niên, con trai thì không được thế, không chấp nhận được. Dạ, ông gọi con, ông dạy bảo gì ạ? Thế ông không gọi mày, thì ông gọi bố ông à? Hả? Nghe ông bảo đây. Dạ. Mày sang ngay nhà con Mầu. Vâng. Mời nó sang đây nhá. Dạ. Mày nhìn trước ngó sau, không để lộ cái chuyện này ra. Dạ vâng ạ, con nhớ lời ông dặn rồi. Sang nhà cô Mầu, nhớ nhìn trước ngó sau, không để cho ai biết. Mời cô Mầu sang đây. Dạ, con nhớ rồi ạ. Được dạ. Rồi, dạ. Đi. Con đi đi ạ. Ăn thôi, chết. Này. Dạ. Quên. Ông còn dạy chuyện gì ạ? Mày cầm ngay cái lá thư này. Dạ. Đưa tận tay cho con Mầu. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Cũng nhìn trước ngó sau, không để cho ai biết. Dạ nhá. Vâng ạ. Dạ. Ok ạ. Dạ. Thế ông ơi, trong thư này ông viết cái gì đấy ạ? Mày điên à? Tao ngu mà tao nói cái ý tưởng của tao cho mày biết. Trong này ấy, tao chỉ viết là: Mầu ơi, anh đang nóng ruột, nhớ em lắm, sang ngay với anh. Nhớ không được đọc nghe chưa? Dạ vâng ạ, con sẽ không đọc đâu ạ. Con chỉ cần biết ý của nó là được rồi ạ. Được rồi, dạ, đi, vâng. đi. Dạ, con chào ông ạ. Nhanh lên. Ôi. Dạ. Ôi thật, chưa chết rồi. Ồ, tự nhiên mình ngu, mình này cho cái thằng Nô nó biết ý tưởng của mình. Mà không sao, thằng này nó có biết chữ đâu. Hầu. Dạ. Mày ra lấy ngay cho ông cái hũ rượu ông chôn 1000 năm để ông uống, ông tăng cường công lực. Dạ vâng ạ. Mầu ơi, anh nhớ em rồi.
nhìn tao rồi. Cái rượu này uống có vẻ vào đấy. Mà uống vào thấy nó hưng phấn lắm không nhỉ? Ấy trời ơi, ngon quá. Chào, tôi là Nô, người nhà Phú ông. Chào hai công tử nhé. Này, tao không phải là Nô, mà cũng không phải là công tử nhá. Làm gì mà ghê gớm thế. Tôi đang có việc, tôi phải đi. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại đấy nhá. Chào. Đau khiếp. Huynh, sao lại có cái chữ đàn ông mà thế thì cứ việc đi, kiểu gì cũng gặp lại, khiếp. Thấy thằng này quen, mà không biết là gặp ở đâu nhỉ? Ta cũng nom thấy nó quen lắm mà không nhớ là gặp cái thằng này ở đâu. Mà sao tự dưng hắn lại chạy hớt ha thải vào nhà cô Màu? Hay là thằng này có liên quan gì đến lão Trọc Phú? Này, nhà ngươi đừng bao giờ nhắc đến cái tên Trọc Phú. Mà là ta cảm thấy là nó hận đến tận xương ống đồng đây này. Huynh chắc chắn là có thù hằn gì với lão Trọc Phú hả? Ê, cứ nói ra không phải ngại đâu, biết đâu anh em mình lại có cách giải quyết. Thù hằn ấy thì ta chả thù hằn gì hắn ấy cả. Nhưng mà ta chỉ hận hắn là hắn ấy đã hay khoác lác lại còn huênh hoang mà còn hay khoe khoang. Này, mà hắn đấy có cái chức sắc chó trong làng đâu. Mà tại sao cứ mỗi lần họp bàn mới cả ăn cỗ mà hắn ấy lại được ngồi chễm chệ ở giữa. Ngồi chôm chệ luôn cái chứ lì. Thế mới lộn ruột chứ lì. Xong xong lại còn có cả một cái biển tên ghi rõ chức danh, tên tuổi. Đấy là ta ức nhất. Nó chả chức sắc gì cả. Mà nó để hẳn cái biển là Trọc Phú ở giữa. Cho nên là chúng mình phải cho lão Trọc Phú một bài học. Ý của Huỳnh giống y ý của đệ. Dạ. Nhưng mà sao? Muốn cho hắn một bài học thì mình phải biết được điểm yếu của hắn. Điểm yếu à? Mà điểm yếu của Trọc Phú thì chắc chắn là Này, đằng ấy này, thế nào mà ta với đằng ấy chẳng có ngày gặp lại nhở? Ghê gớm. Theo huynh thì họ sẽ đi đâu nhỉ? Đi đâu nhỉ? Đi đâu thì đi theo tôi biết.